Việc đổi giấy phép lái xe online không chỉ giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức mà còn giảm được khá nhiều chi phí do không phải đến tận nơi làm thủ tục. Theo đó, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua website của Tổng cục Đường bộ tại địa chỉ https://dịchvucong.gov.vn, https://dịchvucong.gplx.gov.vn. Hồ sơ gồm có bản chính đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe, bản chính giấy khám sức khỏe của người lái xe, trừ các trường hợp sau: người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn, bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn. Tùy theo đối tượng sử dụng dịch vụ công mức độ 3 hay mức độ 4 mà việc trả kết quả có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Lệ phí cho việc cấp đổi là 135.000 đồng. Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.